Đến 17 giờ chiều ngày 7 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có gió cấp 8, giật cấp 11. Cùng với đó, kèm theo mưa lớn đã làm thiệt hại nhiều diện tích lúa hoa màu, cây trồng và tài sản. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có người bị thiệt mạng. Các địa phương đã di rời hàng trăm hộ dân đến nhà văn hóa thôn và các trường học, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân. Toàn tỉnh đã có trên 6.000 ha lúa đổ rạp, trên 500 ha cây rau màu và trên 200 ha rau màu, hơn 1.000 ha cây ăn quả, 12 ha hoa bị ảnh hưởng, cùng với đó trên 2.400 cây bóng mát, cây lấy gỗ bị đổ. 30 nhà màng, nhà lưới bị tốc mái, 40 nhà bị tốc mái, nhiều trụ sở trường học bị tốc mái, 24 lồng bè cá bị ảnh hưởng, nhiều biển quảng cáo, cột điện bị đổ. Một số địa phương bị mất điện diện rộng, đặc biệt là ở các trạm bơm tiêu, điện lực Hưng Yên khẩn trương khắc phục. Về đê điều, đã xuất hiện sạt lở kè Phi Liệt, huyện Văn Giang, bờ bãi sông xã Đệ Tập, huyện Khói Châu, hạ lưu tuyến kè Phú Mỹ và kè Đức Hợp, huyện Kim Động, kè Lam Sơn.